xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tới tranh bánh tét. Và ok, giờ mình sẽ bắt đầu thôi nhé. Mình sẽ tô bánh tét của mình có màu xanh lá cây. Thế có tẩy đến trong được ạ? Ok, mình đã thu xong bức tranh bánh tét của mình rồi.